Chào mừng đến với kênh YouTube của Jobo. Và clip làm bánh tuần trước đã rất là được quan tâm và được ưa thích, cho nên tuần này chúng ta tiếp tục đến với một công thức bánh tiếp theo, chỉ làm bằng tất cả các loại nguyên liệu từ rau, củ, quả, hạt và vẫn có thể tạo ra được những món bánh vô cùng ngon miệng và hấp dẫn, phù hợp với cả người lớn lẫn cả trẻ nhỏ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với món bánh dâu tây. Món bánh dâu tây của chúng ta sẽ cần những nguyên liệu như sau. Chúng ta sẽ cần có dâu tây này, óc chó, hạt điều, chà là để tạo vị ngọt, chuối khô, chuối tươi đã đông đá, hạnh nhân, cơm dừa, một chút bột quế và một chút bột vani. Chúng ta sẽ đến với cái lớp đầu tiên là lớp nền bánh nhé. Làm lớp nền bánh thì chúng ta sẽ cần có những cái nguyên liệu như sau. Cho lớp nền bánh bạn sẽ cần chà là, óc chó, hạt điều và chuối khô. Bây giờ chúng ta chỉ cần cho các nguyên liệu vào trong máy xay và chúng ta xay đều đi là chúng ta đã có lớp nền bánh. Vậy hôm nay bánh của chúng ta có thể xếp vào đâu? Tùy vào cái mục đích mà bạn sử dụng cái món bánh này. Như Anna hôm nay thì Anna cho bánh vào khay như thế này. Và khi mà cho bánh vào khay như thế này thì bạn hãy chọn cái khay mà có thể mở ra. Như vậy thì bạn có thể sau khi làm xong bạn có thể lấy bánh ra và trông bánh như là một cái bánh sinh nhật hoàn toàn. Các mẹ có thể chuẩn bị bánh này cho con để con có thể mời bạn của con này trong những dịp sinh nhật này, hoặc là những cái dịp cuối năm, hoặc là mùng 8 tháng 3 này, bất kể một cái ngày sinh nhật của đồng nghiệp của chúng ta thì chúng ta cũng có thể làm bánh này. Và đây sẽ là một món quà mà rất là ưa thích với những cái tín đồ mà hảo ngọt nhưng mà lại muốn giữ dáng và muốn tốt cho sức khỏe. Chúng ta không dùng đường tinh luyện, chúng ta không dùng bột mì, chúng ta không cần phải dùng đến lò nướng và chúng ta vẫn có thể làm ra được những cái bánh rất là thơm ngon. Rồi chúng ta bắt đầu cho phần nền bánh nhá. Chúng ta đã quay xong cái lớp nền bánh. Và khi mà bạn sử dụng những cái loại nguyên vật liệu là củ và hạt để bạn cho vào bạn làm lớp nền bánh thì bạn hãy nhớ rằng là mình phải có thêm nước. Và khi mình cho thêm nước thì mình cho từ từ dần dần thôi, để cho cái lượng nước của mình nó không bị quá nhiều, bởi vì cái nền bánh của mình nó phải có một độ cứng nhất định, mà nếu như ít nước quá thì cái máy xay của chúng ta rất là khó để mà làm việc. Bạn cũng cần chọn một cái loại máy xay mà được tạm gọi là máy xay công nghiệp, tức là nó có thể xay được các loại hạt và xay được tức là đá cục. Cứ loại máy nào mà có thể xay được đá cục, có những nút mà xay đá cục thì bạn đều có thể sử dụng để dùng trong những cái món ăn làm từ những loại hạt như thế này nhá. Rồi sau khi mà chúng ta đã xong thì chúng ta sẽ bắt đầu cho nền bánh vào trong khay của chúng ta. Và vậy là chúng ta đã làm xong lớp nền bánh. Và lần này thì mặc dù Anna có chuẩn bị sẵn nguyên liệu là quế và một chút vani, nhưng mà Anna đã không cho vào bởi vì do khẩu vị của Anna, Anna không hẳn là thích món nào cũng có quế và vani. Nhưng mà nếu như mà bạn thích quế và vani ở trong nền bánh, bạn có thể cho vào, và bạn hãy nhớ rằng là bạn chỉ cho một chút thôi. Một chút, không phải là một nửa thì cà phê mình hay dùng đâu, mà còn ít hơn nữa. Một lát nữa khi chúng ta làm đến lớp kem ở trên phía trên nền bánh thì chúng ta sẽ dùng vani. Và bây giờ để chuẩn bị cho cái lớp kem thì chúng ta sẽ cần phải làm một loại, đó là sữa. Và chúng ta không dùng sữa bò hay là sữa động vật, mà hôm nay chúng ta sẽ làm sữa hạnh nhân. Hạnh nhân á, khi mà chúng ta làm thì chúng ta cần ngâm hạt hạnh nhân 8 tiếng trước khi mà làm. Và bạn hãy nhớ rằng là khi mà bạn ngâm hạnh nhân thì bạn để cái nước lúc nào cũng phải gấp đôi hoặc hơn gấp đôi so với cả lượng hạnh nhân.
và thường xuyên thay nước cho hạnh nhân, bởi vì những cái trong hạt nó có rất nhiều dinh dưỡng, đồng thời trong hạt cái quá trình mà để chuyển đổi nó thành ra chúng ta có thể ăn được, nó cũng cần phải giải phóng một số những cái chất độc, và khi chúng ta ngâm như vậy thì những cái độc tố nó sẽ được đi ra ngoài. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm sữa hạt, và sữa hạt này là chúng ta sẽ làm sữa hạt tươi nhé. Bình thường khi mà chúng ta làm sữa hạt thì chúng ta hay dùng máy xay, sau đó rồi chúng ta nấu, hoặc là máy làm sữa và chúng ta nấu lên và chúng ta lọc. Nhưng mà ở đây thì Anna giới thiệu một cái cách làm sữa hạt tươi là theo khi bạn làm như thế này thì bạn có thể dùng luôn mà bạn không cần phải nấu lên đâu nhé. Hạt hạnh nhân chúng ta có thể ăn tươi được mà, chúng ta đâu có cần phải nấu lên. Và cái nước mà Anna sử dụng là nước Khengen, có độ kiềm là 8.5 hoặc 9 chấm. Vậy là chúng ta đã làm xong được món sữa hạnh nhân. Và món sữa hạnh nhân này á, nó sẽ có cái phần bã. Với cái phần bã đấy bạn đừng có bỏ đi nhá, chúng ta để lại và chúng ta sẽ làm bánh. Một Anna sẽ hướng dẫn bạn cái cách mà bạn có thể sử dụng cái bã hạnh nhân sau khi đã có sữa hạnh nhân để mình làm bánh. Vô cùng thơm ngon, có một cái mùi vị rất là riêng mà chúng ta không bao giờ có thể tìm thấy được ở những loại hạt khác, hoặc là những cái ngay cả những cái nguyên liệu làm bánh truyền thống cũng không có được cái vị mà thơm ngon và bùi của cái bã của hạnh nhân. Một lát chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận kỹ hơn về vấn đề này, hoặc Anna sẽ chia sẻ trong một video clip khác. Rồi bây giờ chúng ta sử dụng cái sữa hạnh nhân này để làm gì ạ? Chúng ta cần có một lớp kem cho bánh của chúng ta. Chúng ta đã có lớp nền bánh rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần có lớp kem, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái lớp kem. Hôm nay chúng ta sẽ có hai loại kem, đó là kem vani và kem dâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm kem vani nhé. Đối với kem vani hay là kem dâu thì chúng ta cũng cần các nguyên liệu, đó là chuối. Chuối này là chúng ta đã để đông đá qua đêm này. Sau đó là chúng ta cần cơm dừa, bạn hãy chọn cái cơm dừa non nhé. Thì khi mà mình làm thì cái lớp kem của mình nó sẽ mịn hơn. Và chúng ta sẽ cần có sữa hạnh nhân. Nếu như bạn muốn tăng thêm cái độ kết dính và độ bùi của kem thì chúng ta hãy sử dụng thêm một vài hạt vào hạt điều. Đối với kem dâu chúng ta sẽ cho thêm dâu, còn đối với kem vani thì chúng ta sẽ cho một chút bột vani. Là chúng ta đã làm xong cái lớp kem của chúng ta. Đây, bạn có thể thấy nó rất là đậm. Và bây giờ thì chúng ta đã có chuẩn bị được xong kem này. Chúng ta sẽ đến cái phần mà mình xếp những cái lớp dâu tây của mình lên. Mình đã có lớp nền bánh, bây giờ chúng ta sẽ xếp một lớp dâu tây lên, sau đó đến một lớp kem, tiếp tục là đến một lớp dâu tây, và một lát nữa chúng ta sẽ làm kem dâu tây. Bây giờ đang là kem vani. Và cuối cùng thì Anna sẽ chỉ cho bạn cách mà làm thêm một loại nữa gọi là mứt dâu để cho lên trên cùng của lớp bánh. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Vậy là chúng ta đã làm xong cái phần mứt dâu tây.
bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần mứt dâu tây này lên lớp trên của cái bánh chúng ta. Cuối cùng sẽ là một lớp dâu được rải đều. Chúng ta vừa trang trí mà chúng ta vừa tăng cái lượng rau củ quả tươi sử dụng trong bánh. Chúng ta bắt đầu đến cái phần hoàn thiện của chiếc bánh nhé. Và vậy là chúng ta đã hoàn thành được chiếc bánh dâu tây, hoàn toàn làm bằng những nguyên liệu từ trái cây và những cái loại hạt thiên nhiên, không dùng đường và cũng không dùng bột mì và cũng không cần phải dùng lò nướng. Và chúng ta đã có một chiếc bánh có thể dùng trong dịp sinh nhật này, trong các cái bữa tiệc cuối năm, như là một món tráng miệng, vừa healthy, tốt cho sức khỏe mà rất là thơm ngon, có những cái mùi vị đặc trưng của những nguyên liệu tự nhiên. Anna cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video clip này. Và nếu như các bạn thấy video clip này là hữu ích, các bạn thích món bánh dâu tây này, hãy comment vào bên dưới, hãy rung chuông, hãy đăng ký trong kênh YouTube của Yobo để chúng tôi có thể có thêm động lực sớm ra những video clip tiếp theo nhé. Xin chúc các bạn hoàn thành cái món bánh dâu tây tuyệt vời của mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip sau.